Hello mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và đây là tàu nhanh công nghệ cùng với Ly Nami. Con số 660.000 đô la Mỹ, tức là tương đương với khoảng 1,5 tỷ đồng Việt Nam, là một con số của game thủ nước ngoài đã bỏ ra để mua một chiếc băng Super Mario Bros. World. Và đây thì cũng đã chính thức trở thành con số kỷ lục khi mà bỏ ra để mua một tựa game theo trang Heritage Auction. Phiên bản đặc biệt này tất nhiên không phải là băng Mario đang bán tràn lan trên thị trường mà nó được mua vào khoảng những năm 1980. Nhưng may mắn thay là chủ nhân của nó lại bỏ quên trong ngăn tủ đến tận 36 năm sau mới nhớ ra. Và vì vậy thì chiếc đĩa này còn nguyên siêu và tình trạng bên ngoài thì hoàn hảo, thậm chí là lớp ni lông bọc bên ngoài còn chưa bị trong ra một tí nào. Ngoài ra thì phiên bản này được sản xuất vào những đợt đầu tiên của Nintendo mới sử dụng bọc nguyên siêu, và sau này thì họ trở thành stick nguyên siêu nên là càng khiến phiên bản này trở nên đặc biệt hơn. Theo như chia sẻ của giám đốc mảng đấu giá trò chơi điện tử Very Micklekey thì việc tìm thấy chiếc băng thứ hai mà tình trạng còn nguyên vẹn như thế này giống như là một giọt nước trong đại dương vậy. Và với mức giá trao tay 1,5 tỷ đồng này thì người sở hữu chiếc đĩa game này đã ghi nhận mức lãi kỷ lục lên tới là 26.400 lần so với cái mức giá khoảng 600.000 đồng khi mà chúng ta bỏ ra để mua lần đầu. Thế nhưng mà còn ối giời ơi hơn nữa là người sở hữu của chiếc băng đĩa này lại không phải bỏ ra một xu nào để mua cả, bởi vì là ông ấy được tặng. Thế nên là các bạn game thủ hãy nhớ nhá, nếu như chúng ta có những đĩa game nào độc lạ thú vị thì cũng đừng bóc ra vội. Hãy để đấy và nhỡ đâu 35 năm sau nó lại trở thành một sản phẩm đấu giá kỷ lục thì sao? Và các tin tức hot hit tiếp theo về công nghệ sẽ được chúng mình thường xuyên cập nhật tới các bạn trong tàu nhanh công nghệ. Hãy cùng đón xem chúng mình hàng tuần nhé. Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!